Vios 2010 với phiên bản số sàn máy 1.5, thì đây là một chiếc xe Vios biển 34 màu vàng cát. Vâng thưa bác, một cái dòng xe lùa đồng cuối đá và dòng xe quốc dân thì từ ngày xưa rồi, từ 2003 đã có Vios rồi. Và chiếc này thì bây giờ có giá cũng khá rẻ thôi. Bên em đang chào bán cho bác với giá 200 triệu đồng. Đấy, 200 triệu đồng chúng ta đã mua một chiếc xe 2010 đẹp như thế này rồi nhé. Form dáng đẹp, màu vàng cát, la răng đúc 4 bánh, lốp lắp còn đẹp. Các bác có thể xem qua một vòng chi tiết này. Vios thì nó một dòng xe mà lùa đồng cuối đá bền bỉ rồi. Có nghĩa là lùa đồng cuối đá bền bỉ, xe chất lượng và đặc biệt đồ đạc thay nó cũng rất là dễ. Về nội ngoại thất đây rất là ok luôn, sạch sẽ luôn. Vios nhá, 2010 và keo chỉ thì các bác ơi còn như gần như là zin hết đâu nhá, gần như là zin hết keo chỉ cho các bác này. Đấy, keo chỉ đẹp luôn, nội ngoại thất sạch sẽ và không có bị rách lát gì. Đây nội thất đây, một chiếc Vios 2010 về sẵn đi nhá. Với cái dòng 2010 này thì các bác ấy, ví dụ như nó không may nó có cọ quẹt va chạm một tí nhẹ nhẹ thì cũng không có gì đáng kể, và quan trọng là nhất là khung sườn, máy móc và form dáng của nó còn nguyên zin là được rồi. Một số con xe 2009-10 chạy taxi ra nó lát bét hết luôn nhá, chiếc này còn khá là ok. Nội thất nó còn rất là đẹp, chắc chắn luôn, không nghĩ ngợi gì cả. Là răng đúc nha các bác nhá, sườn gầm không bị han mọt này, sườn gầm không bị han mọt, đẹp luôn. Mắt đèn sau còn đẹp đây, em sẽ mở cốp sau cho bác xem này. Đấy, Vios 2010. Đây em cho các bác xem đến cái cốp dưới, chỗ lốp dự phòng này. Đây ạ. Các bác nhìn sâu dưới thì về cái tôn vỏ đó, tôn nó còn nguyên, nó không bị han mọt nhé, cũng chưa hề sơn lại một lần nào luôn. Đấy, tôn dưới đây cũng vàng óng luôn, chưa hề sơn lại, xe nó cũng khá là ok. La răng sắt, quả ở dự phòng này là da răng sắt thôi các bác nhé, còn ở trong là da răng sắt hết rồi. Đấy, một chiếc xe Vios 2010 biển 34 màu vàng cát, và bên em đang chào bán là 200 triệu đồng nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này thì alo cho em luôn. Với những chiếc xe này thì bên em vẫn đang phát trực tiếp vào những buổi tối vào tầm 7:30 tối hàng ngày. Các bác mà nếu như bất chút thời gian một chút ra cho các bác vào buổi tối tầm 7:30 để xem thì các bác sẽ được tham gia và đã được biết hết tất cả những chiếc xe em báo giá thường xuyên luôn. Đây 2010 nhé, táp ly táp lô còn rất đẹp luôn, sạch sẽ, màu vàng cát, về sẵn đi thôi. Nội thất cũng rất là rộng rãi, sạch sẽ rồi. Nói chung một chiếc xe 2010 đã dọn dẹp sạch sẽ như thế này thì các bác về cũng sẵn đi thôi, giá 200 triệu có thể thương lượng cho các bác được. Đâu nha, có thể thương lượng cho các bác để các bác mua về đi lại gia đình cho nó tiện lợi. Đấy, nội thất thì vừa mới bọc bộ dưới ghế ra và cải thiện thêm cái 3D này đi, trông nó cũng rất là bắt mắt đấy. Đấy nhá, 2010 thôi. Với chiếc Vios thì nó sẽ rất là lành lặn, máy 1.5, các bác đi đường dài thoải mái luôn. Và đăng kiểm con này còn rất dài đây, tháng 4 2022, còn rất dài luôn. Đấy, một chiếc Vios nhá, các bác có thể xem ạ. Form dáng nó còn rất là ngon. Và bây giờ em sẽ đóng hết cửa vào để cho các bác xem form dáng chiếc này. Nội thất thì rộng rãi sạch sẽ rồi. Xe thì ở đây em cho các bác xem về cái kính này, kính điện nhá, thì gọi là 4 kính chạy bình thường luôn nhá. Đấy, bên kia nữa chúng ta chỉ đứng một bên thôi là đều khiển được 4 kính rồi, được chưa? Đấy, đây nữa này. Đấy, kính này là hơi xít một tí này, hơi xít do dắt là nó khô quá nhé, thì em sẽ tra dầu cho mỡ vào đây nó sẽ ok luôn. Với chiếc xe 2010 thì Vios nó cũng là một dòng xe rất là đẹp rồi các bác nhé, xe rất là đẹp, chắc chắn cho các bác luôn. Các bác mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Đấy, các bác có thể xem form dáng đây. Xe này có thể là thương lượng giá cả cho các bác được để các bác mua về đi lại nhé. Giá bán 200 triệu là có bao hồ sơ cũng như bao vận chuyển cho các bác trên toàn quốc rồi.
các bác là đang có nhu cầu thì cứ việc và alo thôi. Bên em thì xe rất nhiều nhá, sẽ có những dòng xe từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng. Các bác mà đang có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho bên em. Đấy, form dáng con này còn ngon luôn, sạch sẽ. Đặc biệt con này gầm bệ thì không có hề bị mục mọt nhá. 2010 đấy ạ. Biển 34 màu vàng cát. Đấy, máy móc thì đang lổ đây, bên em sẽ quay chi tiết máy cho bác luôn. 2010 các bác nhá, máy móc khá là êm. Đây các bác có thể xem ạ. Đấy, máy 1.5 nhá, êm xịt luôn. Lổ lách tách luôn ạ. Vâng các bác ạ, thì cái dòng quay ướt mà từ 2009 hay là 10 này ấy, thì khung sườn nó rất là chắc luôn. Và máy móc của nó cũng khá là chất lượng. Giá thì cực kỳ rẻ luôn, chiếc này đời 2010 đấy các bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem tất cả chi tiết về nội ngoại thất rồi. Máy móc đây ạ, còn khô ráo và mốc meo rồi này. Đấy, máy êm du luôn, 2010. Cho các bác xem hai bên nhé. Chiếc này thì nó đây. Đấy, keo chỉ vẫn nguyên zin này, các bác, keo chỉ là vẫn zin này, bấm nó không bị mất keo chỉ đấy. Vâng thưa bác, thì mỗi chiếc xe mà nó còn như đạp như thế này ấy, thì đi nó cũng khá là yên tâm. Đấy, bên em đang chào bán cho bác là 200 triệu đồng nhá. Bác nào đang có nhu cầu thì alo trực tiếp cho bên em ạ. Bác xin chào, hẹn gặp lại.